nhạc ha. Hiện tại thì kênh Vlog đang có mặt ở một cái ngôi biệt thự, gọi là ngôi biệt thự hàng Nga, tên tiếng Anh là Crazy House, được dịch nghĩa là ngôi nhà kỳ lạ. Thì ngôi nhà kỳ lạ ở thành phố Đà Lạt có địa chỉ là số 3 đường Quỳnh Thúc Kháng, thuộc phường 4 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thì ngôi biệt thự này được xây dựng từ năm 1990 trên khuôn viên rộng khoảng 1.900 m² mọi người ạ. Thì giá vé tham quan thì mình đã tìm hiểu trước á, thì khoảng 40.000 cho người lớn ha mọi người. Thì chủ biệt thự của căn này là nhà kiến trúc sư Đặng Việt Nga, theo học tại Đại học Moscow của Nga đó cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ tiến vào khu vực bên trong để cùng khám phá xem ngôi nhà kỳ lạ, kỳ bí này như thế nào, và có những cái công trình hạng mục siêu đẳng cấp ra sao mọi người ha. Let's go. Mình đang đứng ở mặt tiền đường của đường Quỳnh Thúc Kháng mọi người. Mọi người thấy cái tòa giống như tòa núi giả phía trên mọi người. Thì ở đây là mình quay trên cái tòa cao của khu vực gọi là biệt thự, những cái công trình kiến trúc theo nhà kiến trúc mà mình vừa giới thiệu của Moscow, Liên bang Nga mọi người ạ. Thì theo mình quan sát thấy thì hiện tại thì cũng có rất là nhiều xe của xe du lịch chở khách Việt Nam cũng như là khách nước ngoài tới với địa chỉ Crazy House này, ngôi nhà kỳ bí kỳ lạ này, để tham quan ngôi nhà luôn mọi người. Bây giờ mình tiến vào lại mình mua vé ha, và mình sẽ tiến vào bên trong. Mình đến với Đà Lạt cũng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên để mình tò mò và khám phá một cái gọi là khu biệt thự kỳ lạ, kỳ bí Crazy House ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng mọi người ạ. Bây giờ mình tiến lại mua vé một cả nhà. Thì đây là lối dẫn vào khu biệt thự du lịch hàng Nga nè mọi người. Crazy House. Đây là vị trí mua vé nè. Địa chỉ số 3 Quỳnh Thúc Kháng của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng mọi người. Crazy House, welcome. Mình xin nói lại là về giá vé của người lớn là cao từ 1m4 trở lên mọi người thì là 60.000 đó mọi người. Còn trẻ em chiều cao từ 1m2 đến dưới 1m4 là 20.000, còn lại là miễn phí mọi người ha. Vâng, bây giờ mình sẽ tiến sâu vào bên trong mọi người ơi, để tham quan khu vực Crazy House, ngôi nhà kỳ bí này. Bây giờ mình sẽ tiến sâu vào bên trong để tham quan khu vực cả nhà ơi. Wow, có nhiều cây xanh nè. Ở vị trí này. Rồi, ở đây có cái bạn trẻ giới thiệu. Vâng. Là bố của bạn bên đây là của kiến trúc sư tiến sĩ Đặng Việt Nga, và là người thiết kế, chỉ đạo thi công cũng như là chủ nhân của biệt thự này. Thì bà sinh năm 1940, thì năm nay bà được 82 tuổi. Yeah. 82 tuổi. Dạ đúng. Yeah. Hiện tại là bà vẫn đang sống ở đây. Ngôi nhà rộng mạng sâu bên đây. Hiện tại bà vẫn đang sống ở đây. Dạ đúng rồi. Yeah. Bà vừa có thời gian học về chuyên ngành kiến trúc ở Nga, được đại học Moscow mình có thể thấy ha. Đây là bà, sau đó thì bà học tiến sĩ nữa. Thì sau đó tại là mình đang đứng ở đây, gọi là gốc cây số 1 hay còn gọi là phòng thông tin luôn. Thì nếu mình bắt đầu mình rẽ trái sau cái lễ tân này thì mình sẽ lên được cái gốc cây số 2. Ở gốc cây số 2 này là có phòng thờ của cố tổng bí thư Trần Đại Quang. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên lối dẫn cầu thang. Wow, những cái công trình nhìn rất là lạ mắt luôn, rất là độc đáo luôn ha mọi người. Lối dẫn lên nè. Lên trên đây cộng với không khí mát mẻ của thành phố Đà Lạt thì vừa tận hưởng cái không khí mát mẻ này và vừa chiêm ngưỡng những cái công trình xây dựng rất là hoành tráng, rất là lạ mắt luôn mọi người. Ở đây mình ra đây thì mình sẽ thấy một cái ngọn núi giống như một cái cây nè mọi người. Bây giờ mình sẽ đi tiếp. Wow, rất lạ luôn ha. Có những cái lối đi như thế này nè. Bây giờ mình sẽ đi tiếp lên bậc tam cấp.
Thì trong từng bậc tam cấp như thế này mọi người, thì mình thấy có những cái phòng giống như phòng nghỉ, phòng khách sạn cho những ai khi đến đây mình thuê những cái căn phòng để tịnh dưỡng luôn mọi người, ở lại mình nghỉ ngơi luôn mọi người ạ. Thì đây là hình ảnh mình quay những cái căn phòng, những căn phòng giống như khách sạn nhưng mà ở những công trình kỳ bí như thế này, thì rất là độc đáo và thú vị luôn mọi người ơi. Wow, ở bên đây mình thấy được cái đỉnh nhà trung tâm của khu vực này mọi người. Một lát là mình sẽ lên trên đó ha. Thật là lạ luôn. Phía bên dưới thì có rừng cây, cây hoa rất là mát mẻ mọi người ơi. Ở đây mình thấy có căn phòng là ghi là chữ Pier, phòng số 9. Bên trong có hình con gấu luôn mọi người ơi, dễ thương quá ha. Một bàn trà và một cái căn giường để nghỉ ngơi. Đây là những cái phòng mà khu Crazy House này, khu nhà biệt thự kỳ lạ này cho khách thuê để ở lại đó mọi người. Wow, ở view ảnh này thì mình hơi đứng ở vị trí này hơi cao rồi ha, cho nên mình thấy được nóc nhà của những căn nhà khác ở khu vực thành phố Đà Lạt mọi người ơi. Wow. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên cái bậc thang này nè. Cái bậc thang phía trước nè mọi người. Đi lên cao cao đó rồi mình sẽ đi lên tới trên cái dãy nhà trung tâm hả mọi người ha. Wow. Mới đi tới vị trí này thôi nhưng mà thấy nó là lạ mọi người, có những cái lối dẫn lên nè. Những cái lối dẫn lên rồi cao cao trên kia thì những cái công trình này mình thấy làm không thể nào mà đơn giản được đâu mọi người ơi, rất là kỳ bí, rất là kỳ lạ và rất kỳ công luôn. Rất kỳ công. Lên nè. Ồ, dốc này mình đi cũng bình thường thôi nè. Mặc dù hơi cao, dành cho những ai yêu thích độ cao thì đi những cái vị trí này, còn có những cái lối đi khác nữa mọi người ơi. Cái lối này thì hơi cao nè ha. Wow. Đó, khá cao. Rồi mình đi xuống, bắt đầu mình sẽ đi qua cái tầng tháp này. Những cái cảnh, những cái lối đi nè mọi người, rất là đẹp luôn, rất là độc lạ luôn ha mọi người ha. Đúng là căn nhà Crazy House, căn nhà khu biệt thự độc lạ kỳ bí mọi người ơi. Bây giờ một lát nữa mình sẽ đi lên trên đó luôn á. Bây giờ mình sẽ đi xuống. Đây, cứ đi từ từ lên thôi ạ. Rồi mình sắp lên tới đỉnh của khu vực trung tâm rồi đó mọi người. Những cái vị trí này thì em bé đi thì hơi nhát chân một chút, nhưng người lớn đi cũng rất là bình thường nha mọi người. Tại vì hai bên có tay vịn rất là vững chắc luôn. Wow, phía bên kia thì cũng có một cái tòa núi nè. Một cái tòa núi thì bên trên có nhiều căn phòng luôn mọi người ơi, có rất là độc lạ luôn mọi người ơi. Rất là cao luôn, mình đang đứng ở vị trí rất là cao luôn mọi người ơi, ở phía dưới nè. Du khách nè mọi người. Rất cao luôn. Wow, vị trí này cao. Bây giờ mình sẽ đi từ từ xuống mọi người. Có nghĩa là vừa khám phá, chiêm ngưỡng những cái kiến trúc công trình vĩ đại và vừa tận hưởng những không khí mát mẻ cũng như là cái sự thoải mái khi mà mình trực tiếp tới với khu Crazy House. Rất là lạ, rất là độc đáo và đẹp mắt luôn mọi người ơi. Wow, ở phía bên dưới là những cái tiểu cảnh nè mọi người. Có hình tượng rồng luôn. Wow. Wow, có nhiều lối đi quá ha. Tạo cái cảm giác vừa lạ lạ, vừa sợ sợ và vừa rất là độc đáo với những cái lối kiến trúc. Wow. Những cái lối cầu thang là giống như là những cái nhánh cây á mọi người. Nhìn hình tượng là giống như những nhánh cây nè. Nhìn rất là lạ luôn ha. Wow. Bây giờ là mình lại tiếp tục đi lên trên đây. Những cái lối đi này thì cũng dễ đi thôi chứ đâu có gì đâu khó đâu nè. Wow. Rồi đến đỉnh chưa. Wow, rộng lớn rồi nè. Woo.
Vị trí này khá cao mọi người ha. Mình không rõ là bao nhiêu mét á. Tuy nhiên khi trực tiếp mình khám phá những cái tình huống đi lên những cái kiến trúc công trình này, những cái giống như là những cái nhánh cây giả mà cảm giác thật sự rất là thú vị luôn á. Đây là những cái lối đi xuống là mọi người là được làm giống như đá hay mọi người ha. Thì đây là đá luôn đó, là những tiểu cảnh đá rất là sạch sẽ, nhìn rất là kỳ bí ha mọi người ha, rất đẹp luôn. Các bạn đã bao giờ đã đến với Racing House này chưa, ngôi nhà kỳ bí? Wow. Những con đường đi xuống mình nhìn giống như thủy cung mọi người ạ. Những cái ngọn đá được sơn phết rồi được vẽ hình giống như thủy cung mọi người nè. Mọi người nhìn thấy không? Có cá luôn nhưng mà thật ra là giả, những hình vẽ trên nền hay là vách núi luôn á mọi người. Wow. Wow, rất là đẹp, lạ luôn mọi người. Rất đẹp luôn ha. Trên nè. Đây là thủy cung mọi người ha. Nghêu sò, ốc hến, rồi cá, rồi những cái sinh vật dưới biển ha mọi người ha. Rất là độc đáo luôn á. Wow. Ốc nè, ngựa biển, rất là lạ, rất là đẹp luôn. Tới đây tham quan để tận hưởng những cái công trình tuyệt tác cũng như là sự mát mẻ của khu vực này mọi người ơi. Wow, công trình rất là hùng vĩ luôn nè, bàn tay người Nhện nè mọi người. Wow. Rất là hùng vĩ, rất là độc lạ luôn ha. Wow. Vâng, bây giờ đi tiếp xem khu vực khác mọi người ơi. Có nhiều cái tiểu cảnh và hạng mục công trình rất là độc lạ và rất là đẹp mắt luôn ha. Vừa kết hợp với những cái loại cây xanh mà cây thật á mọi người, và những cái cây giả thì làm cho khu vực này rất là độc lạ luôn ha. Những căn công trình này thực sự rất là thú vị. Mình đến đây tham quan thì không còn gì thú vị bằng, phải không? Giờ mình sẽ tiến qua khu vực khác thôi. Wow, nhiều công trình về núi, vách núi dựng đứng. Bây giờ mình sẽ qua một khu vực khác nè mọi người ơi. Khu vực này gọi là khu vực vườn địa đàng hết mọi người. Vườn địa đàng. Bây giờ mình sẽ tiến vô. Wow, tiểu cảnh rất là đẹp luôn. Phía trên mọi người thấy nè,
có những cái đường đi á, lối đi ở trên đó mọi người, thì mình có thể đi trên đó hoặc là mình trực tiếp ở dưới đây để mình tham quan cảnh quan ở dưới đây. Wow, đúng là vườn địa đàng luôn. Cây đào giả nè mọi người, tạo những cái tiểu cảnh vô cùng đẹp luôn ha. Wow, quá nhiều cây đào. Cây đào giả nhân tạo thôi nha. Đẹp, thú vị, độc lạ. Chính là ở Crazy House. Ở đây có một cái coffee Crazy House. Khu vực vườn thiên đàng mọi người, có nhiều bạn trẻ tới đây tham quan và chụp ảnh nha mọi người ơi. Rất đẹp và mát mẻ luôn nha. Wow, rất là đẹp luôn ha. Wow, bây giờ mình sẽ đi lên những cái bậc thang với những cái hình nhánh cây giả của khu vực vườn địa đàng này để mình qua một cái khu vực khác tham quan thêm mọi người ơi. Còn nhiều tiểu cảnh lắm mọi người. Tiểu cảnh như thế này nè, ai yêu thích tiểu cảnh như thế này thì hãy đến với Crazy House, căn nhà độc lạ, ngôi khu biệt thự độc lạ của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng mọi người ha. Ở góc này thì mình thấy có một cái lối vô, lối này nghỉ chân. Ngồi nghỉ chân hả? Ngồi nghỉ chân rồi ngắm cảnh phía bên ngoài mọi người ơi. Wow, cảnh vật rất là xanh tươi luôn ha. Rất đẹp luôn mọi người ơi. Lối lên xuống là có nhiều cái loại cây này. Cái loại cây này cái lá màu xanh xanh, nhìn quay vô nhìn đẹp luôn ha mọi người. Và chụp ảnh thì khỏi chê luôn phải không? Wow. Hình ảnh ông này là ông Lộc mọi người, một trong những vị Phúc Lộc Thọ mọi người ha. Hình ảnh của ngài đặt ở vị trí này rất là đẹp. Wow, nhìn phía dưới nè mọi người, nhiều tiểu cảnh luôn ha. Wow, căn nhà này đẹp quá ha mọi người ha, trong khuôn viên của Crazy House luôn á mọi người. Wow, quá lạ luôn. Bây giờ qua đi qua điểm khác mọi người ơi. Wow, chúng ta cameraman đang đưa chúng ta qua một cái vị trí khác. Ở đây mình thấy có một cái tòa núi nè, rất là lạ luôn ha. Wow. Đẹp quá ha mọi người. Quá đẹp luôn. Giờ mình sẽ đi xuống dưới đây để mình quay lên á, quay lên nhìn đẹp hơn mọi người ơi. Quá đẹp luôn nè mọi người. Đây là trung tâm của Crazy House mọi người. Đẹp quá ha. Cũng đông người luôn ha, đông người tham quan quá nè. Đây có một cái cầu thang giống như một cái thân cây, một thân cây nè mọi người, để mình leo lên thử ha, leo lên thử xem phía trên như thế nào nha. Wow, wow, cảm giác thật là do mốt luôn mọi người ơi. Wow. Ở đây có một cái chiên trống nè mọi người. Ha. Công trình này thật sự rất là độc lạ luôn mọi người ơi. Còn đây là khu vực chính, chính điện của Crazy House mọi người ạ. Rất đẹp ha. Mình quay cận trên nè, để mọi người tham quan hình ảnh cũng như là
chiêm ngưỡng cái lối kiến trúc này. Wow. Hiện tại thì đóng cửa cho nên mình bên trong mình không có vào được nha. Quá đẹp mọi người ha. Thì hy vọng trong thời gian tới nếu các bạn nào thích thú tìm hiểu Crazy House, ngôi nhà kỳ bí ở thành phố Đà Lạt thì hãy đến với đơn vị này, nơi này ha mọi người ha. Để tận hưởng trực quan khám phá những công trình độc lạ bậc nhất của Việt Nam mình. Wow, ở góc này mình thấy có một cái nhà vàng vàng. Ồ, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Wow, để mình tiến lại thử. Ồ, phía đây là lối dẫn lô vô nè. Wow. À. Ở đây mình thấy có một cái nhà rông. Thì ở đây cũng lại là một cái phòng để cho du khách tới thuê và nghỉ lại ở đây này mọi người ơi. Honeymoon. Rất là đẹp luôn. Căn này thì có lầu nha mọi người. Do mình khóa cửa cho mình không vào trong được. Phía dưới mình thấy có toilet nè, rồi có bàn nè. Rất đẹp luôn ha. Wow. Chắc phòng ngủ là lối cầu thang đi lên nè mọi người. Lối kiến trúc hang núi kết hợp với những cái cây cối, cây tre, cây trúc rồi nè. Rất là đẹp luôn mọi người. Ở đây thì xây ra phía bên trước. Xoay ra mặt trước là như thế này mọi người. Wow. Nhiều cây xanh luôn nha. Con nhện này là con nhện giả nè mọi người. Wow, nhện giả nha, không phải thật đâu. Wow, có 40 cột hay lạ lạ thế mọi người ha. Wow, cái cột nhìn lạ luôn lắm luôn á. Ở góc này mình thấy có cái lối đi vô nè mọi người. Thì bên trong đây là phòng gì? Reception. Đây là phòng reception mọi người ơi. Khu vực rất là đẹp luôn ha, rất là cổ kính luôn á. Như vậy là mình đã tham quan hết khu vực Crazy House, ngôi nhà kỳ bí ở thành phố Đà Lạt rồi mọi người. Thì nếu trong thời gian tới thì gia đình mình á, ai có nhu cầu đến du lịch Đà Lạt thì đây cũng sẽ là một cái gợi ý để khám phá về công trình kỳ bí, những cái kiệt tác về xây dựng á mọi người, do những kiến trúc sư rất là nổi tiếng của Việt Nam du học vào Moscow, nước Liên bang Nga. Cảm ơn cả nhà đã xem. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha.